Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, là ngày đầu tiên của tháng 12, 2022. Thì mỗi một ngày tôi đều có suy nghĩ một vấn đề, vì mỗi một ngày đều là một ngày mới. Thì sáng nay đó thì tôi trời cũng rất là lạnh, cho nên dậy một cái là phải đi một vòng chung quanh nhà và sau đó pha ly cà phê uống. Và sau đó là coi tình hình kinh tế, chính trị và thế giới. Và nhất là vấn đề bây giờ bên Trung Quốc đang biểu tình. Người dân Trung Quốc người ta đang đòi cái quyền làm người, đang đòi cái độc lập tự do dân chủ. Thì không biết thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cũng hy vọng á, nhiều người xuống đường biểu tình á, thì á, cái đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ phải thức tỉnh. Còn cái người dân Việt Nam mình á, thì á, cũng giống như người dân Trung Quốc thôi, họ đâu có cái độc lập tự do dân chủ đâu. Cái gì cũng đảng kiểm soát hết à. Ngay cả cái tự do tôn giáo cũng không có nữa. Rồi cái vấn đề chiến tranh bên Ukraine bây giờ đó, cái chiến tranh bên Ukraine bây giờ đó thì nó đang rất là khốc liệt. Tại vì cái người dân Ukraine người ta phải chiến đấu để người ta bảo vệ cái độc lập tự do của họ, của tương lai con cháu họ. Cho nên họ 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 phải gọi là đánh bại cái xâm lược Putin thôi. Mà tôi nhìn thấy á, nước Nga là đang mệt rồi, nước Nga điêu tàn rồi. Nước Nga bây giờ đang bị cấm vận về đủ mọi mặt, về kinh tế hết. Cái đó là cái lý do mà tại sao Trung Quốc nó không có dám gọi là hợp tác chiến lược với lại Nga, tại vì nó sợ bị cấm vận của Mỹ đó. Thì tôi hy vọng là cái chiến tranh ở bên Ukraine nó sẽ làm cho cái người dân Việt Nam mình thức tỉnh, để mà nhìn thấy đó, cộng sản nó là như thế nào, để mà đừng có tin vào cộng sản. Tôi là không tin cộng sản rồi, tôi nói một cách thực tế. Chỉ có khi nào đó mà cộng sản đó mà họ bằng được đó, cái cách cư xử đối với người dân đó, cái cách cai trị đó bằng với lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, thì lúc đó thì tôi mới đi về Việt Nam. Lúc đó thì tôi gọi là tạm tin cộng sản thôi chứ cũng chưa tin được nữa. Ngày hôm nay cộng sản người ta vẫn gọi là đó, đàn áp tôn giáo, vẫn cướp đất đai của người dân, vẫn đẻ ra tham nhũng. 70 năm rồi tham nhũng vẫn còn. Mà tham nhũng này là tham nhũng có hệ thống chứ không phải là tham nhũng gọi là một cách gọi là cá nhân nha. Các bạn tưởng tượng coi, nếu mà cộng sản mà không tham nhũng thì tiền đâu mà cho con cháu đi du học nước ngoài, tiền đâu mà cho con cháu gọi là đi mua nhà, đi định cư ở nước ngoài, thì nó phải tham nhũng thôi. Thì cái chế độ độc đảng nó đẻ ra tham nhũng. Cái chế độ độc đảng là cái chế độ mafia. Không phải một Việt Nam không đâu, mà tất cả những quốc gia cộng sản nó đều tham nhũng à. Nó đều gọi là nó ăn ở trên rồi á. Ăn trên ngồi chốc là bắt cái người dân Việt Nam đi làm cu ly cho cái phục vụ cho cái chế độ, lấy mất cái quyền tự do tôn giáo, cái quyền tự do làm người của con người, lấy mất cái quyền tự do đi lại nữa. Bây giờ nhiều người muốn đi xuất cảnh mà giờ nó không cho, nó cứ viện lý do an ninh này là an ninh nào chứ nó không cho người ta đi. Các bạn thấy không, tôi chỉ nói cái gì nó đã xảy ra, chứ cái gì chưa xảy ra tôi không nói. Cho nên tôi chỉ khuyên là gì, đừng có bao giờ tin cộng sản. Tin tin cộng sản thì sẽ chết với cộng sản thôi. Xin phép các bạn, giờ này tôi cũng đang uống cà phê đó. Thì nếu mà muốn hiểu về cộng sản thì chúng ta chẳng cần đi đâu hết, chúng ta chỉ ngó Liên Hợp Quốc người ta họp. Thì 190 quốc gia Liên Hợp Quốc thì
150 quốc gia họ lên án Cộng sản xâm lược, Cộng sản Putin là xâm lược. Đó. Mình đừng có tin ai hết, đừng có tin Mỹ, đừng có tin Âu Châu, đừng có tin nước nào hết đó. Chỉ ngó vào Liên Hợp Quốc, tại vì Liên Hợp Quốc là người ta đại diện cho toàn thế giới. Đó. Rồi nhìn cái Hồng Kông đó, Cộng sản Trung Quốc bây giờ đó, nó vi phạm cái luật pháp quốc tế rồi, tại vì Cộng sản Trung Quốc nó hứa là cho Hồng Kông nó được tự trị 50 năm, nhưng mà mới có 20 năm thì bây giờ nó lấy mất rồi. 20 năm bây giờ nó không cho tự trị nữa. Bây giờ cái Trung Quốc họ vô họ kiểm soát. Thì hơn một nửa gọi là Hồng Kông có 5 triệu dân thì bây giờ nó hơn 50% là gần 3 triệu dân Hồng Kông bây giờ người ta muốn đi di dân, người ta muốn bỏ đi hết. Còn dân Taiwan thì họ chắc chắn họ quyết tâm họ không có vấn đề mà họ gia nhập với lại Trung Quốc rồi. Người Taiwan bây giờ họ nói họ người Taiwan chứ họ không phải người China nữa. Người Singapore thì họ nói là người Singapore chứ họ không phải người China nữa. Người Ukraine bây giờ họ nói họ người Ukraine chứ không phải là người Nga nữa. Ukraine với lại Nga đó là gọi là anh em chung một chủng tộc. Ukraine rồi Ba Lan rồi Nga là anh em chung một chủng tộc, nó gọi là Slavic Brother đó. Tức là anh em đó. Nhưng mà bây giờ đó hả? Họ sợ cộng sản quá rồi, bây giờ họ muốn đi theo Âu Châu tự do. Cho nên bây giờ Nga không có cho họ. Nga muốn xâm lược để mà chi? Để mà kiểm soát đất đai của Ukraine. Muốn cải tạo cái tư tưởng của 44 triệu dân Ukraine. Nhưng mà thất bại rồi. Tôi nhìn thấy cái chiến tranh này Nga không có cơ hội thắng. Nói thẳng như vậy. Còn bây giờ tôi nói sơ về cái vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế thì bây giờ Trung Quốc nó đang bị chậm lại rồi. Và kinh tế thế giới bây giờ cũng đang bị chậm. Chậm là cái lý do cái đồng đô la nó lên cao quá. Ngân hàng liên bang Mỹ họ tăng lãi suất để họ chặn cái lạm phát. Ngân hàng của Âu Châu cũng tăng lãi suất. Và ngân hàng của Úc cũng tăng lãi suất. Rồi là ngân hàng của Anh cũng tăng lãi suất. Ngay cả những cái ngân hàng Việt Nam cũng tăng lãi suất, mà Việt Nam thì còn mệt nữa. Việt Nam với Trung Quốc là mệt lắm các bạn à. Tại vì đó, hơn 30% kinh tế Việt Nam Trung Quốc là dựa vào địa ốc. Dựa vào địa ốc và những cái ngành liên hệ tới địa ốc. Giống như là xây dựng rồi mà rồi á. Rồi những cái vật chất như là than, giống như là xi măng nè, rồi sắt nè, rồi hồ nè. Đó. Cho nên nếu mà cái địa ốc Việt Nam mà nó sụp đổ thì nhà bè Việt Nam sẽ sụp đổ. Chứng khoán Việt Nam thì bây giờ không có đi về đâu hết rồi. Cho nên ở Việt Nam bây giờ chỉ có mua đô la là an toàn thôi. Thì đó, tôi chỉ muốn cảnh cáo cái vấn đề mà thảm họa cộng sản để cho những cái người Việt Nam đó, họ thức tỉnh. Tôi không có nhìn xa nhìn gần thì bây giờ tôi so sánh thôi. Hồi còn nhỏ này thì tôi cũng đã sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng có đi học ở bên ở dưới cái mái trường Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tôi biết rõ ràng. Đó, tôi đã so sánh được hai chế độ, cho nên khi nào đó Cộng sản Việt Nam á cai trị Việt Nam 70 năm nay, nhưng mà nó to tới ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một cái nhân văn, vẫn chưa có một cái nhân bản, vẫn chưa có một cái hiến pháp, một cái nhà nước gọi là pháp quyền rõ ràng như Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Việt Nam gọi là vẫn bắt người tầm bậy tầm bạ bỏ tù. Cộng sản Việt Nam vẫn cướp đất đai tài sản của người dân. Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đối xử công bằng với người dân Việt Nam. Rồi Cộng sản Việt Nam vẫn chưa cho cái người dân tự do tôn giáo, tự do đi lại. Thấy không? Những người mà người ta đi xuất khẩu bây giờ, nó nói bây giờ vì vấn đề an ninh nó không cho. Các bạn thấy không? Và những người mà người ta tự do tôn giáo đó, người ta tu tại gia đó, nó cũng bắt người ta nữa. Rồi có những người ở những cái vùng xa xôi đó, người ta theo đạo Tin Lành á, người ta có cái niềm tin, người ta có cái hy vọng, thì bây giờ nó kiếm chuyện, nó không cho người ta gọi là được tự do theo đạo, tự do hành đạo. Cho nên tôi nói thiệt với các bạn, tôi nhìn tôi không thấy cộng sản tốt chỗ nào.
Cộng sản nó chỉ nói phét không. Còn những cái Việt kiều mà đi về Việt Nam á, gọi là những cái con vịt trời đó mà không bay được nữa rồi, không có tiền, cái nghèo đói. Bây giờ ăn tiền hưu rồi ăn tiền già mà đi về Việt Nam á, chẳng qua là những người đó là họ đi tìm cái lợi ích cá nhân chứ không phải là họ vì vấn đề gì hết. Cộng sản Việt Nam nó cũng thừa biết cái chuyện đó, nó biết là những người này không ưa cộng sản, nhưng mà nó vẫn cho. Tại sao? Người ta về người ta đem đô la về mà, thấy không? Với lại người ta về người ta đâu có chống đối nó đâu. Người ta không ưa nó thì người ta về người ta không có nói năng gì hết, người ta không có hoạt động gì hết. Với lại những người đó đâu còn khả năng để mà hoạt động nữa đâu. Giống như ông Hoàng Duy Hùng vậy. Ông ở bên Mỹ thì ông nói ông chỉ trích cộng sản chứ ông về Việt Nam á, bố bảo ông cũng không dám nữa. Ông về Việt Nam ông chỉ trích cái hả, là nó kiếm chuyện ông, nó không có bắt ông, nó không có bỏ tù ông làm gì, nhưng mà công an nó kiếm chuyện ông, nó cứ mời ông đi lên đi xuống mỗi ngày, hay nó làm khó dễ gia đình vợ ông là ông cũng chết rồi. Các bạn coi tôi nói đúng không? Những người nào mà vô Việt Nam thì cũng giống như đi vô cái nhà tù. Tôi nói cộng sản Việt Nam á, nó tạo ra một cái nhà tù vĩ đại ở Việt Nam. Trong cái đầu óc của người á, sống với cộng sản thì ai phải có cái chữ sợ hết. Sợ là an toàn, sợ là tốt nhất. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy người dân Trung Quốc người ta hết sợ rồi. Bây giờ người ta đứng lên người ta đòi cái quyền dân chủ tự do. Thì á, chắc chắn là cộng sản Trung Quốc nó phải nhượng bộ người ta thôi. Đó. Tại vì bây giờ nó bị áp lực thế giới dữ lắm các bạn à. Bị áp lực của quốc tế dữ lắm. Thì cộng sản Việt Nam cũng thế. Thế mà cộng sản Trung Quốc mà bị áp lực quốc tế thì cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị thôi. Đó. Thì tôi không có nói xa nói gần, bây giờ tôi nói một cách rõ ràng. Chúng ta chẳng cần nhìn đâu xa hết. Chúng ta nhìn qua Trung Quốc, chúng ta nhìn qua Hồng Kông, chúng ta nhìn qua Thái Lan, chúng ta biết là người ta là không ai thích cộng sản nữa. Đó. Còn cái cộng sản Việt Nam thì bây giờ đó, họ nuôi một cái hệ thống công an quân đội để mà họ đàn áp người dân. Đó, để họ bảo vệ cái chế độ chứ đâu phải họ bảo vệ an ninh quốc gia. Bảo vệ cái chế độ cộng sản. Tức là bảo vệ cái quyền lợi kinh tế con cháu cộng sản. Đó, thì tôi khuyên các bạn á, có tiền có bạc thì đi mua đô la mà cất giữ chứ đừng có mua nhà mua cửa ở Việt Nam lúc này chết. Mua chứng khoán cũng chết. Mua địa ốc cũng chết, địa ốc bây giờ không ai mua hết. Ok, thì tôi cũng sáng sớm ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một cái vài vấn đề là tại sao tôi không tin cộng sản Việt Nam. Tôi chỉ tin cộng sản Việt Nam khi nào tôi thấy đó cộng sản Việt Nam đó bằng với lại Việt Nam Cộng Hòa, là một cái nhà nước pháp quyền, không ăn cướp tài sản của dân, không khủng bố người dân, gọi là đó, không lấy mất cái độc lập tự do tôn giáo của người dân, tôn trọng cái quyền làm người của người dân, thì lúc đó thì mới tin cộng sản Việt Nam được. Chứ bây giờ cộng sản Việt Nam chưa so sánh được với Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó là cái đề tài ngày hôm nay tôi muốn nói đó. Ok, xin kính chào các bạn, xin Chúa ban bình an cho các bạn. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con từ nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa thương ban bền vững muôn đời. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Good night, goodbye. Xin Chúa ban bình an cho các bạn. Amen.